Hiện tại thì tôi đang có mặt tại sân vận động Phú Thọ, và như các bạn thấy thì ở đây Subaru có một buổi test ride approach. Tôi thấy xung quanh đây thì các cung đường khá là gồ ghề và khó khăn. Tôi sẽ trải nghiệm xem ngày hôm nay có điều gì thú vị nhé. Hello anh Quang. Chào em. Dạ, hôm nay thì không biết là Subaru sẽ cho em test ride với những cái kiểu nào đây? Ngày hôm nay là Subaru sẽ tổ chức cho em test nhiều bài nhất trong những chương trình test xe từ xưa đến nay của trong cái làng ô tô. Tại bây rất giờ chắc là anh phải hướng dẫn cho em trước ha. Rồi, ok. Rồi. Hồi nãy nghe anh nói là hôm nay là mình sẽ có rất là nhiều bài tập. Bài tập đầu tiên của mình là gì anh? Bài tập đầu tiên rất đơn giản, là chúng ta đạp kích ra như là chúng ta xuất phát của một cái giải đua xe. Em để ý cái vòng tua máy cũng như em cái cảm nhận là độ vụt vọt của nó nha. Rất là đều. Rồi bây giờ mình sẽ đến với bài chúng ta sẽ đi vào một cái đường cỏ lầy. Khi mà đi qua những cái cung đường này thì mình có cái điểm gì mình lưu ý không anh? Một cái điểm cơ bản khi đi bất kể đường khó nào là cái tay cầm vô lăng của em phải hết sức là cố định chắc chắn. Còn bây giờ đây này, em thấy đây chúng ta sẽ thử một cái bài. Chúng ta sẽ đưa cái xe lên một cái vách nghiêng. Chúng ta cứ như là cho cái xe dính lên trên tường. Xe này thì chúng ta sẽ bật cái chế độ X-Mode. Là chế độ hỗ trợ cho việc mà đi off-road, hỗ trợ cho việc mà chinh phục địa hình. Em lái, em chỉnh cái hướng lái này, em chỉnh hướng lái thì em thấy rằng là cho cái lốp của em bên này là nó đưa được vào cái vạch vàng. Tức là lên đến đây em đưa vạch vàng. Và khi đã lên đến nơi rồi, có nghĩa cái đầu xe là nó đã lên nơi rồi thì lập tức là em phải đưa lái về. Em đưa lái về để cho xe đi thẳng. Và em đánh lái nhẹ để cho xe nó đi xuống. Bây giờ mình đến với bài tập thứ ba. Chúng ta sẽ đưa xe lên một cái đường ray, mà cái đường ray này sẽ có những cái hệ thống có lăn trơn trượt. Đó, hiện tại giờ là hai lốp sau đang bị trượt. Bị trượt xuống dưới. Rồi mình đã vượt qua bài tập thứ ba. Bây giờ nước. Ta leo lên một cái mố cao, và sau đó chúng ta lại chui xuống một cái hố nước. Cái hố nước này nó sâu 50 phân. Đấy, thì cái việc mà đi xuống một cái hố nước hay đi qua một hố nước nào cũng thế, chúng ta luôn luôn phải chú ý là chúng ta đi phải hết sức là chậm rãi. Đến cái bài này là chúng ta sẽ phải vừa phóng xe, vừa đánh lái sang trái, vừa đánh lái sang phải. Đấy. Giữ vô lăng đều. Ôi, cái đoạn này mới ghê nè. Đó, và đấy, đánh lái em tránh. Bây giờ chúng ta sẽ làm một cái việc nữa là chúng ta cua xe trên đường trơn. Đây là chúng ta sẽ thử một cái bài. Là bài leo lên một cái con dốc rất là cao, khoảng chừng 5m. Leo lên cái dốc rất là nhẹ nhàng, không vất vả, không phải ga cái gì nhiều. Rồi leo lên nhìn thấy cả trời đất. Đấy, bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ cho đổ dốc xuống đúng không? Anh sẽ bỏ hoàn toàn chân phanh ra. Ok. Đấy, không phanh. Đấy, vậy cái xe nó xuống đều. Ok. Bây giờ là em hoàn toàn có thể tự trải nghiệm, tự thử những cái một loạt những cái nhưng mà tới cái đoạn mà khó là em phải hỏi anh đó nha. Cái chỉnh ghế đúng. Nó sẽ giúp cho em lái rất tốt. Mà tuy nhiên đây là cái bài lái xe địa hình. Lái xe off-road thì cái việc chỉnh ghế nó phải tùy biến đi một chút. Lái xe off-road em phải quan sát đường tốt hơn nữa, cho nên em nên chỉnh ghế cao hơn. Đó, em nâng ghế cao hơn. Cao hơn bình thường một chút. Chúng ta luôn luôn phải cầm ở vị trí 9 giờ và 3 giờ. Và bây giờ mình em có thể khởi bắt đầu luôn đúng không? Ra điểm xuất phát. Rồi. Khi mà vào tình huống cua, vào các tình huống nguy hiểm, chúng ta cần phải giảm tốc độ để có đủ thời gian quan sát. Rồi, bắt đầu em giả lái. Giả lái luôn là được rồi. Tại vì như thế này có nghĩa là em nhìn thấy không? Cái đầu xe của em đã lên rồi. Đã theo cái hướng em muốn rồi. Đó, bây giờ bắt đầu em giả lái. Rồi, bắt
rồi em giả lái về để cho xe nó thẳng theo đường em muốn. Đó, em thêm một tí ga. Rồi bây giờ xuống. Em thêm tí ga. Thêm tí ga nữa. Rồi xuống. Ôi. Xuống xuống nha, xuống nha. Xuống. Xuống vừa thôi, đừng cần không cần phải xuống nhiều quá. Đấy, rồi bắt đầu em xuống. Wow, mình đã vượt qua ải này rồi các bạn ơi. Có giờ em đánh lái nhẹ nhẹ sang bên này để em đưa cái lốp xe nó. Đấy, em nhìn theo cái tay của bạn hướng dẫn em. Bạn ấy bảo em sang một chút này. À, bạn bảo em sang một chút này. Xem bạn kia nhé. Cái gì mà chứ? Dĩ lái ra đi từ từ sang. Đây là một con dốc rất là cao đúng không? Dạ. Và ở đây em nhìn thấy nó có những cái cột rất là cao kìa. Dạ. Em sẽ căn cái hướng lái và cái xe của em theo cái đỉnh của cái cột kìa. Đó, em giữ thẳng nguyên lái, giữ thẳng nguyên lái. Rồi em rút chân ra, rút chân ra không phanh kệ nó. Thấy chưa em thấy không? Tự nó phanh, tự nó ghìm xe xuống nước đều. Yeah, xong. Rất là nhẹ nhàng. Cảm ơn anh Ba ngày hôm nay đã hỗ trợ em trong việc là trải nghiệm, hướng dẫn em rất là tận tình. Cảm ơn anh nhiều. Thì cũng hy vọng là em cũng như tất cả những cái bạn trẻ khác mà lái xe thì nên có những cái kỹ năng, có những cái kinh nghiệm lái như thế thì nó giúp cho mình rất là an toàn và thú vị khi lái xe. Dạ, cảm ơn anh.